trời ơi, đi gom nông sản đó bà con. Bà thấy nương chưa? Chạy từ kênh 2 xuống luôn. Đeo khẩu trang vô. Đeo khẩu trang vô. Trời ơi trời, đây là 300 kg khoai. Dạ cho con trên nước suối. Trời, đây là 300 kg khoai lang của bà con huyện Bình Thuận do cô giáo Tuyền, Trần Thanh Tuyền ủng hộ. Cắt hết quá, nhưng mà cái xe này ổn không em? Cô không đeo khẩu trang, cô quay khẩu trang vô, cô đi ra chỗ khác. Rớt không ta? Đây là khoai của bà con huyện Bình Thuận. Mình đã giải cứu được 500 kg khoai và chia sẻ 200 kg cho bà con miệt thứ. Còn lại đây là 300 kg khoai sẽ được chuyển lên thành phố Thủ Đức, gửi thẳng vô mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Trung quận Thủ Đức. Rớt không em ơi? Anh thấy căng quá, phải có dây ghiền lại quá. Dạ. Cảm ơn cô. Đồng hàng mua thuốc chuột hả? Rồi bây giờ mà ủng cô ủng hộ 300 mà bây giờ không biết mua cái gì đi nè. Tiền xử lý 300 của mẹ nghe. Dạ. Bí ngày hôm nay báo cho con giá đến 10 ngàn một ký rồi, cho nên mình phải tìm cái nguồn tốt nhất. Dạ. Cố gắng tìm cái nguồn tốt nhất để có được cái số lượng lớn cho bà con. Khoai dòng riềng. Trời ơi, cái nó bự vậy đó hả? Một trái này chắc 300 gram không cô ha? 400 gram nửa ký một trái. Khoai này khoai bí ha. Như đây là 400 ký khoai giải cứu cho bà con dòng riềng. Cũng có nhiều loại khoai ha. Còn khóm mình để đâu cô ha? Đúng rồi, ok. Một trái này thơm quá ha. Một trái khóm này khoảng hơn 1 ký phải không? Đúng rồi. Đây mình có ký 3 đúng không? Tùy theo trái đúng không? Có trái lớn trái nhỏ. Ký 3 tới ký 1. Ký 3 ký 1, còn trái nhỏ là ký 1, còn trái này ký 3 phải không? Dạ. Rồi, đây 100 trái khóm. Bữa nay mình giữ được bao lâu em ha? Cái này để khoảng hơn tuần nữa được ha. Hơn một tuần nữa được phải không? Nhưng trái này là hơn tuần nè. Mà mình đi đây Sài Gòn thì mình còn lại khoảng 2-3 ngày nữa mình đi rồi. Rồi ok rồi, cảm ơn nhiều. Khóm Bến Lức, Long An. Không có quay lên TV đâu mà nghe.
chiều ba phủ bố bé để cho mí nó chiều ra cái mẹ nấu cho nó uống nó hết tào lao nha. Bà nội. Ừ, bà nội bà ngoại gì. Chiều nay nấu cho mày uống vui cho mày bà nội nha. Ta đang tiếp không làm. Thích đàng hoàng lên. Chống con biết coi. Con rửa nó mới. Cúi cái đầu con mới gọi hôm qua. Mưa lắm rồi, tại đây kia chú rồi. Không, không có mưa. Rớt rồi.